Khoảng 18 giờ ngày 29 tháng 1 năm 2019, đội tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương phát hiện một xe khách đi trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, hướng từ thị xã Thuận An về thành phố Mới Bình Dương, vi phạm lấn làn đường xe máy. Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, nhưng tài xế không chấp hành và bỏ chạy. Đội tuần tra kiểm soát đang tuần tra tuyến Mỹ Phước Tân Vạn TT703. Thì sau khi phát hiện xe ô tô khách vi phạm lỗi đi không đúng làn đường quy định thì có ra hiệu lệnh dừng ô tô khách, nhưng tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà bỏ chạy. Tổ tuần tra dùng xe mô tô đặc chủng truy đuổi đến đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một thì buộc được xe khách dừng lại. Tuy nhiên, tài xế cho xe dừng lại nhưng không mở cửa mà quay lại phía băng ghế sau để thay áo và cho một tài xế khác lên ngồi trên ghế tài xế, sau đó mới mở cửa cho cảnh sát giao thông kiểm tra. Làm việc với cảnh sát giao thông, tài xế và phụ xe đã không hợp tác và cự cãi quyết liệt với cảnh sát giao thông, cho rằng không vi phạm. Sau đó, nhiều hành khách trên xe cũng bị kích động, lớn tiếng gây sức ép đòi cảnh sát giao thông thả xe. Trước sự phản ứng của nhiều người trên xe, tổ tuần tra buộc phải mời cả hai tài xế về trụ sở công an phường Phú Mỹ để kiểm tra. Tại công an phường Phú Mỹ, tài xế đã phóng xe bỏ chạy, khai 36 tuổi ở Hà Tĩnh. Anh tự nhận là mình đã sử dụng ma túy rồi phải không? Dạ có lắm rồi. Mình sử dụng ma túy gì anh? Cỏ. Hút cỏ hả? Hút lâu chưa? Trước khi lên xe này anh hút lâu chưa? Hút quá. Hút từ hôm qua. Nếu hút từ hôm qua thì sau nay anh không thử nước tiểu? Em thử chứ. Đại vệ sinh em thử ra tuổi cổ thành đâu. Đi xe mà hút cỏ này anh có cảm thấy là nguy hiểm không? Không, em lắm, em chạy xe. Dạ, em hay xe. Đi cò xe đến là em chạy, em là em hay chạy xe thì cũng là em hay chạy xe. Tay em bị mẹ, tay mẹ xuống đây. Không chạy được, không chịu phụ được. Nhưng mà trong bến xe thì xuất bến là tài xế là tên anh mà. Đến nay có tên vật ở trên nhà anh ấy. Đến hơn 23 giờ cùng ngày, tài xế này mới chịu hợp tác với cán bộ trung tâm y tế thành phố Thủ Dầu Một và đội cảnh sát ma túy công an thành phố Thủ Dầu Một lấy nước tiểu để kiểm tra ma túy. Qua kiểm tra nhanh, kết quả tài xế dương tính với ma túy cần sa. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương đã lập biên bản tạm giữ xe khách sau khi nhà xe chuyển trên 20 hành khách sang xe khác để tiếp tục hành trình. Công an thành phố Thủ Dầu Một đang điều tra làm rõ vụ việc.